Kính thưa các ông, các bà, các cô dì, chú bác, các anh chị em, các bạn hiểu xa gần đã về tổ họp tại Định Công, Yên Định, Thanh Hóa của chúng ta. Tôi xin phép được thay mặt cho trưởng họ có một chút đôi lời báo cáo về cái công tác chúng ta xây dựng cái khu lăng mộ tổ của dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta. Kính thưa các ông bà, cô dì, chú bác, thưa toàn thể bà con dòng họ, cây có cội, lá liền cành, năng tu thân mới thành danh sau này. Con cháu phúc ấm hôm nay nhờ công tiên tổ đức dày ngàn năm. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ khánh thành khu lăng mộ dòng họ Nguyễn Văn. Đây là công trình to lớn đầu tiên mà con cháu chúng ta ở thời đại này đang thực hiện với tinh thần tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ và quyết tâm vun đắp cho tâm linh tiên tổ, con cháu ngày càng phát triển, công thành, danh toại, dòng họ ngày càng thịnh vượng, trường tồn. Quý vị thân mến, các ông, các bà, cô dì, chú bác thân mến, dòng họ Nguyễn Văn chúng ta đã di cư về ở tại xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chúng ta vào từ khoảng những năm 1890. Cũng từ những năm này, khu lăng mộ của dòng họ Nguyễn Văn đã bắt đầu được hình thành ở tại địa chỉ thôn Trù Ninh, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay đã hơn 130 năm, tuy đã trải qua nhiều lần tôn tạo và cơi nới, nhưng phần mộ, khu lăng mộ của chúng ta mỗi ngày sập xệ, hư hỏng, hao mòn theo thời gian. Là người con, người cháu của dòng họ Nguyễn Văn, vào một lần về thăm quê, chứng kiến sự xuống cấp nghiêm trọng của khu lăng mộ, vậy nên tôi đã quyết tâm đứng lên quyên góp, kêu gọi sự hỗ trợ, chung sức chung lòng xây dựng khu lăng mộ, với hy vọng con cháu dòng họ sẽ chung tay để tổ tiên có một nơi an nghỉ, an khang và tôn nghiêm. Kính thưa ông bà, cô dì, chú bác, cho đến ngày hôm nay, sau gần 6 tháng khởi công, thi công và xây dựng, quý vị có thể thấy khu lăng mộ của chúng ta đã được hình thành trên nền đá xanh, tươi đẹp. Tổng giá trị của khu lăng mộ đến thời điểm hiện tại là hơn 400 triệu. Với hơn 20 mạnh thường quân hỗ trợ, góp sức, đoàn kết trên dưới một lòng cùng dòng họ Nguyễn Văn chúng ta để tôn tạo nên khu mộ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể ông bà, cô dì, chú bác, việc trường tồn của khu lăng mộ có ý nghĩa to lớn đối với sự đoàn kết của tập thể họ Nguyễn Văn của chúng ta. Lăng mộ không chỉ là sợi dây tâm linh liên kết giữa dương thế và âm gian, còn là tấm lòng của con cháu hiếu thảo dành cho tổ tiên dòng họ. Nhân sự kiện trọng đại ngày hôm nay, tôi cũng kêu gọi tất cả những người con em xa quê của dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta, kêu gọi tất cả những người đang tha hương cầu thực nơi phương xa của dòng họ Nguyễn Văn, thường xuyên hướng tấm lòng thành về cội nguồn, dành thời gian về dâng hương cho tổ tiên, gặp gỡ bà con lối xóm, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, chia sẻ những lúc khó khăn, hỗ trợ cho nhau để làm ăn cùng phát triển và giàu mạnh trên quê hương Định Công, Yên Định, Thanh Hóa. Vào khoảnh khắc thiêng liêng này, đầy xúc động và tự hào, tôi xin thay mặt cho dòng họ Nguyễn Văn chân thành cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã có tấm lòng thơm thảo. Cảm ơn em Nguyễn Văn Dũng là chủ thầu, con của ông Nguyễn Ngọc Văn là trưởng họ, cùng với đội thợ lành nghề đã góp nhiều công sức xây dựng khu lăng mộ. Cảm ơn sự góp sức chung tay của cô dì, chú bác không quản ngại nắng mưa rét mướt, trực tiếp tham gia quản lý xây dựng công trình, thường xuyên lui tới thắp nhang chăm nom vệ sinh trong khu lăng mộ của dòng họ Nguyễn Văn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em trong dòng họ của chúng ta đã đồng lòng đồng sức góp công góp của để dòng tộc của chúng ta xây dựng được công trình to lớn này. Hơn hết, tôi hy vọng rằng cô dì, chú bác, con cháu xa gần, ngày lễ, ngày Tết, ngày rằm mùng 1, ngày giỗ, ngày chạp, thường xuyên lui tới phần mộ nhà họ từ đường để có nhang khói dọn dẹp phần mộ dòng họ thêm được ấm cúng và thơm thảo. Cuối cùng, xin kính chúc ông bà, cô dì, chú bác, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và các anh chị em con cháu được bình an, thành đạt. Chúc cho họ Nguyễn Văn của chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng chăm sóc tổ tiên, xây dựng dòng họ Nguyễn Văn ngày càng phát triển, trường tồn và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn.
với tất cả quý vị cùng với ông bà, cô dì, chú bác, con cháu yêu quý của dòng họ Nguyễn Văn Thân mến. Vừa rồi chính là lời phát biểu đến từ trưởng họ của chúng ta, một người con, người cháu, với sự nỗ lực của mình, với biết bao nhiêu sự kết nối từ tất cả mọi người, chúng ta đã thành công trở về để cùng ngày hôm nay trở về với khoảnh khắc mục đích to lớn nhất là để tưng bừng chào đón và khánh thành tới khu lăng mộ của dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta. Vậy thì để kết nối cho nghi thức cắt băng khánh thành của chúng ta trọn vẹn hơn nữa, cho phép em xin được trân trọng kính mời anh Hùng sẽ trở lại sân khấu và sẽ trân trọng kính mời tới các đại biểu đại diện cho dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta lên sân khấu để đến với nghi thức long trọng này. Xin được trân trọng kính mời khắp phù giá và quý vị thân mến. Khai trương khánh thành là một trong những khoảnh khắc chúng ta chờ đợi rất là lâu, và ngày hôm nay thì tưng bừng chào đón tới lễ cắt băng khánh thành khu lăng mộ của dòng họ Nguyễn Văn. Nhớ ơn phù độ trì mà hồng ân của tiên tổ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chào đón tới lễ cắt băng khánh thành với ngàn lời chung chia hướng về tổ tiên cội nguồn. Thái lòng dồi dào luôn tận tới mà uy tín tin tỏa muôn phương. Nào, tại vì tất cả ông bà của chú bác chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu. Rồi, chúng ta cùng các bác đi ạ. Vỗ tay đi ạ. Cung ý chúc em rất đẹp về. Rồi. Rồi, chúng ta đánh lên sân khấu một chút ạ. Chờ một chút. Vâng ạ, chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ba ông ạ. Xin mời ba ông về vị trí an toàn. Quý vị thân mến, cuộc sống không có gì giá trị hơn cả, đó là sức khỏe, tình cảm của những người thân yêu. Và tôi mời tất cả quý vị, một đất nước, một xã hội phát triển thì nó phải được xây dựng từ những tế bào, mà tế bào đó chính là gia đình. Gia đình chính là tế bào của xã hội, và cội nguồn chính là dòng họ tổ tiên, để các con cháu dù đi bốn phương trời vẫn nhớ về quê hương hai tiếng thiêng liêng để trở về trong vòng tay ấm áp. Và ngày hôm nay đây, với nghi thức cắt băng khánh thành đã thành công rực rỡ, cùng với sự kết nối từ con cháu dòng họ Nguyễn Văn, ngay từ phút này để tiếp nối chương trình, cho phép MC Hương Thu được trân trọng kính mời tới Nguyễn Văn Việt, là người ông, người con của dòng họ Nguyễn Văn, sẽ lên sân khấu đọc công bố quy ước của dòng họ Nguyễn Văn chúng tôi. Hãy dành cho ông ấy một tràng pháo tay trân trọng kính mời. Kính thưa ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, con cháu trong dòng họ Nguyễn Văn, hôm nay đúng là một ngày rất là trọng đại của dòng họ chúng ta. Thì tôi được sự tin tưởng và phân công của trưởng họ là đọc công bố cái khoản quy ước về những cái điều trong dòng họ của chúng ta. Thì thưa với các ông các bà, là các chú cô dì chú bác, là cái bản này thì đã được cháu anh là đưa lên trên cái nhóm Zalo, và mọi người cũng đã có ý kiến, góp ý, trao đổi trong những ngày vừa qua rồi. Thì hôm nay tôi xin thay mặt cho dòng họ là công bố trong cái bản quy ước này thì nó có 5 chương, 16 điều. Tất nhiên là nó cũng không dài lắm. Chương thứ nhất đó là bộ máy quản lý của dòng họ. Thì chương này có 4 điều. Điều thứ nhất đó là đứng đầu dòng họ là trưởng họ theo quy ước từ trước, và cháu đích tôn, cháu chắt đích tôn đứng đầu chi là một trưởng họ. Điều thứ hai, ban quản tộc hàng năm theo nhiệm kỳ của dòng họ tổ chức kiện toàn bầu ban quản tộc để điều hành các cái nhiệm vụ mang tính thường xuyên. Điều ba, ban quản lý nhà thờ, ban quản tộc hiệp thương thống nhất cử ban quản lý nhà thờ để quản lý tài sản của nhà thờ. Điều bốn, khi có công việc lớn nhỏ trong dòng họ, trưởng họ họp cùng với ban quản tộc, ban quản lý nhà thờ bàn quyết định theo cái nguyên tắc là phục tùng theo đa số. Chương 2 đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của trưởng họ. Thì điều 5 trong cái chương này là nhiệm vụ của trưởng họ gồm có là người chủ trì các cái buổi họp họ, tổ chức lễ dỗ dâng hương mùng 1 rằm hàng tháng, đề xuất các công việc kết luận của hội nghị, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong ban quản tộc thực hiện nhiệm vụ đối nội đối ngoại của dòng họ. Trong trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho trưởng ban quản tộc điều hành. Điều 6, nhiệm vụ của ban quản lý nhà thờ và ban quản tộc. Nhiệm vụ của ban quản lý nhà thờ đó là quản lý tài sản hiện có trong khuôn viên nhà thờ, như nhà thờ và các hiện vật trong nhà thờ, nhà khách, nhà bếp, các hiện vật ngoài trời, vườn hoa cây cảnh.
đảm bảo công tác an ninh trật tự trước và trong khuôn viên nhà thờ. Nhiệm vụ của ban quản tộc gồm có thực hiện các kết luận họp họ đã được biểu quyết, đã được thông qua, nắm bắt tình hình các hộ trong dòng họ tại địa phương đã làm ăn sinh sống ở nơi xa quê. Ban quản tộc thì 3 tháng họp một lần. Nhiệm vụ chung của ban quản lý nhà thờ và ban quản tộc đó là tổ chức lễ dỗ Tết dâng hương vào các ngày mùng 1 và rằm. Chương 3, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các gia đình trong dòng họ. Điều thứ nhất đó là mọi gia đình trong dòng họ đều phải có trách nhiệm chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của pháp luật. Điều thứ 8, thực hiện các cái nội dung quy ước của dòng họ, tham gia đóng góp quỹ để duy trì hoạt động của dòng họ. Các gia đình có mặt tại địa phương khi cần thiết, ban quản tộc kêu gọi góp công, phải tham gia đầy đủ để làm các cái nhiệm vụ mà họ giao cho, ví dụ như dọn vệ sinh môi trường, chuẩn bị dỗ Tết hoặc là công việc thăm hỏi. Điều thứ 10 đó là các hộ trong dòng họ tham gia đóng góp quỹ đều được hưởng quyền lợi như tặng quỹ khuyến học, hỏi thăm ốm đau, phúng viếng, vân vân. Điều thứ 11, đây là một trong những cái điều mà có lẽ là mọi người muốn lắng nghe nhất. Những cái điều vừa rồi nó mang tính chất là chung, áp dụng chung được cho tất cả các dòng họ thôi. Điều thứ 11 đó là xây dựng quỹ họ và thu quỹ. Thì một số là tham gia trong cái nhóm Zalo hơn 30 người thì đã có nhiều người đã đọc cái bản này rồi. Còn các ông, các bà mà không có tham gia trong đấy thì tôi xin đọc rồi mọi người sẽ cho ý kiến, bởi vì cái bản này thì mang tính chất nó là cái bản thảo thôi. Còn khi mà họ góp ý, xây dựng ý kiến rồi chúng ta sẽ chốt lại sau. Các đinh trong họ đủ 18 tuổi cho lên đến 70 tuổi thì đều phải tham gia đóng góp quỹ cho họ. Mỗi một đinh thì đóng 1 triệu đồng. À, 1 triệu đồng ở đây là mỗi một đinh đóng 1 triệu đồng là tính trên năm, đúng không? Dòng họ chúng ta cố gắng là xây dựng cái quỹ từ 200 triệu. Cái quỹ 200 triệu trở lên, và cái quỹ 200 triệu này sẽ được gửi vào ngân hàng và lấy tiền tiết kiệm để sinh hoạt theo các cái sự kiện thường niên. Ngoài cái quỹ mà đóng theo đinh là mỗi một đinh 1 triệu đồng thì dòng họ có kêu gọi là phát tâm từ tất cả các thành viên trong dòng họ, và cái phát tâm này thì là tùy tâm, người có nhiều thì góp nhiều, người có ít thì góp ít. Quỹ được quản lý theo nguyên tắc là sinh hoạt là dựa trên cái tiền lãi gửi ngân hàng, chứ không chi vào cái tiền gốc, tức là cái 100 triệu tiền gốc đấy thì sẽ để nó phát sinh tiền lãi. Và các cái quỹ sinh hoạt thường niên, hỏi thăm ma chay hiếu hỉ thì nó sẽ được trích từ cái quyền tiền lãi ra. Quỹ được ban quản lý theo nguyên tắc tài chính có phát hành biên lai thu, biên lai chi, và được mở một cái tài khoản, mở sổ theo dõi và thực hiện công khai trong ban quản tộc, báo cáo công khai tại các cái sự kiện. Khi có quỹ từ 30 triệu đồng trở lên thì sẽ gửi ngân hàng. Thì cái này các ông có bà đã nghe rõ chưa? Điều thứ 12 đó là đồ cung tín. Ban quản lý nhà thờ, ban quản tộc khuyến khích mọi người trong dòng họ, gồm có nội tộc, ngoại tộc và cả những người ở ngoài họ, ai có hảo tâm thì cung tín bằng hiện vật, vật chất để trưng bày trong nhà thờ. Điều thứ 13 là quản lý sử dụng quỹ. Quỹ họ là tài sản chung của dòng họ, được sử dụng quỹ của họ phải được sử dụng theo nguyên tắc là trích lãi ngân hàng hàng năm để sử dụng cho các công việc của họ. Điều thứ 14 là chi công việc, thì gồm có chi cho dỗ họ hàng năm, tức là dỗ cụ tổ, chi cho các cái lễ đại kỳ. Ví dụ như là dòng họ chúng ta thì có ngày 15 tháng 1 âm lịch hàng năm, mùng 3 tháng 3 âm lịch, tức là Tết Thanh Minh,
14 tháng 5 là dỗ bà Tổ, 15 tháng 7 là lễ Vu Lan, ngày 30 tháng 12 tức là lễ Tết. Chi tiền lễ hương hoa Tết Nguyên Đán mùng 1 rằm hàng tháng, chi bổ sung hoàn thành cái cuốn gia phả, chi tu bổ cho mộ Tổ và chi tiếp khách. Điều 15 là chi cho hoạt động khuyến học, tặng quà cho các cháu đậu đại học hoặc đạt giải thi các môn học từ cấp tỉnh trở lên 300.000 đồng, chi thăm hỏi người ốm đau 300.000 đồng trên một người, chi phúng viếng 300.000 đồng trên một người, chi hỗ trợ cho đoàn đi thăm hỏi từ 15 km trở lên thì không quá 500.000 đồng. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh, ban quản tộc sẽ họp và hỗ trợ có từng trường hợp cụ thể. Điều 16 tức là điều cuối cùng của trong cái bản quy tắc, tức là bản quy ước này được thông qua tại hội nghị và sau khi đã được các ông các bà, cô dì chú bác trong dòng họ là góp ý để chỉnh sửa. Bản này thì là như tôi và một số các bác, các chú, các anh em là nói là bản này đang là bản thảo thôi. Thì xin ý kiến của mọi người. Rất cảm ơn các ông bà, các cô dì chú bác đã lắng nghe. Tình cảm trọn vẹn cũng như là ông Nguyễn Văn Việt đã lên sân khấu để công bố quy ước gồm có 5 chương và 16 điều. Đọc hơi vất vả một chút thôi ạ. Nhưng mà chắc chắn rằng những tình cảm mà chúng ta đã trở về đây thì là món quà vô giá. Và cũng giống như là ông Nguyễn Văn Việt đã phát biểu với tất cả quý ông, quý bà và các con cháu, thì đây là bản thảo chúng ta sẽ cùng nhau kết nối, cùng nhau trở về với mục đích lớn lao là xây dựng cho dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta không chỉ là ngày hôm nay mà sẽ là mãi mãi về sau trường tồn và phát triển. Và thưa với tất cả quý vị, tiếp nối chương trình xin được mời tới anh Nguyễn Thế Hùng, là một trong những người đầu tiên đứng lên kêu gọi tôn tạo khu lăng mộ cho tổ tiên, cũng là điều hành công tác bổ trụ ban chấp hành dòng họ và có đôi lời kêu gọi cho quỹ của dòng họ Nguyễn Văn. Xin được trân trọng kính mời ông. Giống như thì ông Hùng và ông Việt là những người con ưu tú và rất rất nhiều người con nữa của dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta đã đang thành công và đã thành công và sẽ thành công nhiều hơn cùng với những chức danh của mình. Nếu như ông Việt là tiến sĩ thì con cháu và dòng họ những người lớn tuổi ở đây chúng ta phải tự hào là bác của tiến sĩ, đúng không ạ? Thì đến với ông Nguyễn Văn Hùng lại là một trong những chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Media Medifa tại xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ chào đón tới những người con tiêu biểu và rất rất nhiều niềm tự hào của dòng họ Nguyễn Văn chúng ta nói chung. Hân hoan đầu tiên cho bác một tràng pháo tay thật to, đúng không ạ? Vâng, kính thưa các ông các bà, cô dì chú bác, các em cháu, thế thì tôi xin phép được thay mặt cho trưởng họ có một chút đôi lời. Cái bản quy ước của dòng họ của chúng ta thì thực tế thì chúng tôi cũng dựa trên cái bản quy ước của nhiều dòng họ người ta đã thực hiện nhiều rồi, chúng tôi cũng đã có chỉnh sửa cho phù hợp, cho nó hợp lý hơn đối với dòng họ của chúng ta. Thế thì hiện tại tưởng báo cáo với tất cả mà cô dì chú bác á, là quỹ của chúng ta đến thời điểm hiện tại là còn 46.800.000 đồng. Đấy thì nếu như ai tham gia vào cái nhóm Zalo thì chúng ta cũng biết được là quỹ hiện nay chúng ta còn 46.800.000, chưa tính chi thường xuyên, tức là sau khi chi thường xuyên thì chắc cũng không nhiều. Vấn đề thứ hai là hiện nay thì những thực tế tiền mặt thì chúng tôi đang giữ đó là 16.800.000, 30.000.000 hiện nay đang đi cho vay, đang cho vay cho hai nhà vay. Thì trong năm nay chúng tôi cũng sẽ tiến hành là thu hồi cái vốn này về để có thể là sẽ phải cho người khác vay xoay vòng. Thế thì trong cái bảng quy ước này thì chúng tôi có đưa ra một cái số liệu mà chắc ông bà cô dì chú bác chúng ta chú ý. Dự kiến thì ban quản trị họ sẽ thu được khoảng 200.000.000, khoảng 200.000.000 đồng từ tiền công đức, tiền đóng góp đinh và tiền ủng hộ từ các cái mạnh thường quân, hoặc là chúng ta có thể làm gia tăng một cái điều gì đó cho dòng họ. Thế thì mỗi người là 1.000.000 đồng, dự kiến chúng ta khoảng là 80-90 đinh, khoảng 80-90 đinh thì rơi vào khoảng 80-90 triệu. Với thứ hai đấy thì chúng ta đang có còn khoảng gần 50 triệu, là được khoảng 130. Xin với ủng hộ thêm khoảng 50-70 triệu nữa, ước lượng như vậy. Nhưng tất nhiên là không phải là trong năm nay, chúng tôi dự kiến là cho khi nào nó ổn định
Ví dụ như là có thể là năm nay, tháng riêng năm tới, rồi tháng riêng năm tới nữa, có thể khoảng là 2 năm. Thế là theo tư duy của những người soạn thảo công ước này. Thì khi chúng ta đã có 200 triệu thì chúng ta có thể cho vay. Và cho vay thì cơ bản cái tiền này một năm thì chúng ta cũng có được khoảng 20 triệu hoặc là 18 triệu. Vay ở đây thì chúng ta sẽ vay tín dụng chứ không cho vay ngân hàng. Ngân hàng thì đang rơi khoảng 0,6 thôi. Thì chúng ta cho vay tín dụng. Vay tín dụng thì nó rơi vào tầm 0,8 đến 0,9. Đấy, một tháng thì dự kiến nó khoảng 15 đến 20 triệu gì đó. Thì có nghĩa là đủ tiền cho chi thường xuyên hàng năm cho họ mà không cần sử dụng vào tiền gốc nếu khi chúng ta đầy đủ và chúng ta thiết lập được về đó. Đấy là cái vấn đề mà chúng tôi cũng đang mong muốn được tất cả sự ủng hộ từ các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bà con dòng họ của chúng ta cùng đóng góp ủng hộ. Thế thì trên đây tôi có báo cáo một chút như vậy. Tiếp theo thì có một phần là bầu ban trưởng tổng. Ban trưởng tổng thì báo cáo với tất cả ông bà, cô dì, chú bác đó thì lâu nay chúng ta đang có rồi nhưng cũng chưa được chuẩn hóa cho lắm, chưa được đầy đủ cho lắm. Bản thân tôi là trưởng họ nhưng mà cũng chưa nắm được hết ở tại các chi, các đinh. Kể cả như ngày hôm nay cũng đi rất chi là vất vả để đi tìm kiếm những thông tin, những cái số điện thoại để chúng tôi gọi về các cái chi, các nhánh. Thế thì dự kiến sau khi bàn bạc của các ông, các bà, các dì, chú bác thì chúng tôi có thành lập ban trưởng tổng. Thì ban trưởng tổng nó gồm là trưởng tổng thì tôi xin phép được nhận chức danh này là trưởng tổng thay cho bố tôi. Thì bố thì cũng sức yếu rồi, sức khỏe không được đảm bảo rồi ở xa rồi. Còn chúng ta sẽ bầu ban trưởng tổng. Trưởng họ thì là tôi rồi, còn bây giờ bầu ban trưởng tổng, rồi phó ban trưởng tổng và thủ quỹ. Thế thì lâu nay chúng ta đã có rồi. Thủ quỹ thì lâu nay là thím Lý. Đấy. Trưởng ban trưởng tổng thì thực ra lâu nay là của chú Xuân. Ông chú Xuân và ông chú Thanh. Thì hai ông chú rất năng động, rất năng nổ, hỗ trợ cho dòng họ. Nhưng mà thực tế thì ông nào trưởng, nào phó cũng không biết được nữa. Nếu báo cáo với các ông bà gì chú bác như thế. Thế thì theo ông, sau khi một bàn bạc xin ý kiến của một số ông bà chú bác, thì ông Xuân á, thì bây giờ sức khỏe ông còn tốt hơn, tốt hơn ông Thanh. Ông Thanh thì rất chưa cái tâm huyết dòng họ, mà nói chung ai cũng tâm huyết thôi. Nhưng mà sức khỏe ông Thanh thì ông Xuân thì tốt hơn. Thứ hai nữa, ông Xuân ở gần với nhà thờ hơn, gần với khu mộ tổ hơn. Thế thì chúng tôi đang dự kiến là ông Xuân sẽ là trưởng ban quản tổng, ông Thanh là phó ban quản tổng và thím Lý sẽ là thú quý, còn tôi là trưởng họ chỉ đạo chung. Ngoài ra thì sẽ có đại diện các chi. Chúng tôi đã thống kê được thì là có sẽ có một số chi ở trên giao phả mà thời điểm hiện tại chúng ta đang có. Thì chúng ta sẽ tiến hành đại diện các chi và đại diện các vùng. Ở các vùng thì hiện tại thì thực tế mà nói là tôi chưa nắm bắt được hết. Nhưng mà ví dụ như ở thành phố thì tôi xin phép được đề cử đó là chú Việt và chú Cư. Đấy, chú Việt là một nhánh, chú Cư là một nhánh. Thì hai ông chú ở thành phố. Ở trong khu vực phía Nam thì xin phép được đề cử ông Cường. Ông Cường là đại diện ở khu vực phía Nam. Rồi ta sẽ đại diện khu vực miền Trung, khu vực Hà Nội thì đang đề cử là ông Tranh. Nhưng mà hôm nay thì ông Tranh lại bận việc và ông cũng đang mệt nên ông không về được. Ở ngoài đấy mưa rất to. Thế đúng ra thì ông Tranh này cũng về. Ngoài ra chúng ta có một ban cố vấn quản tổng. Thì ban cố vấn quản tổng đây chính là những cái ông bà, cô dì, chú bác, những người cao tuổi, những người có nhiều công sức, nhiều đóng góp cho ban quản tổng chúng ta. Thế thì chúng tôi sẽ bốt cái bản này lên trên nhóm. Bốt bản trên này trên nhóm để chúng ta có thể có cái thông tin trực tiếp từ đại diện các chi và gửi về. Sau khi có đại diện các chi gửi về và tôi sẽ tiến hành là thống kê lại và có cái con tắc, có cái số điện thoại để cho chúng ta có thể chủ động liên hệ trực tiếp với các chi. Các ông bà, cô dì, chú bác, như vậy chúng ta có thống nhất được không ạ? Vâng, cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác. Riêng cái chỗ phần ban quản tổng, phó ban quản tổng và thú quý thì cái này là những chức danh nên tôi xin phép được bầu. Và tôi xin có một chút ý kiến thế này. Tôi thì cháu đời thứ 7, đời áp chót rồi. Nhưng mà thôi thì xin phép lấy vai trò là trưởng tổng. Tôi cũng xin ý kiến. Nếu như những ai đã đứng ra bầu ban quản tổng thì phải tin tưởng chúng tôi. Chứ nếu đã bầu ban quản tổng rồi xong lại bảo là chứ tại sao các ông có xin phép ý kiến tôi đâu. Các ông bầu ra tôi thì tôi có xin phép ý kiến đâu, nếu bất công lại làm hai vòng. Đúng không ạ? Thế thì ban quản tổng của chúng tôi bây giờ là ông Thanh, ông Xuân, ông Thanh và thím Lý. Và tôi là trưởng tổng, tôi là trưởng họ. Thế thì tôi xin bắt bầu từ người hay là bầu chung ạ? Thế những ai thống nhất với ban quản tổng gồm 4 người
đó là ông Nguyễn Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Xuân, ông Nguyễn Văn Thanh và thím Lý để chú Lân vào ban quản tổng. Thì chúng ta giơ tay ạ. Đây là 100% những người có mặt trên hội trường. Vâng, chân xin chào vỗ tay ạ. Ngoài ra thì tất cả các chi thì chúng tôi sẽ tiến hành là gửi thông tin này lên trên mạng, trên nhóm. Và một số các anh chị em một lát nữa thôi, tôi chắc nhờ các bạn hỗ trợ tôi lấy số điện thoại một chút để chúng ta tiếp tục add contact vào nhóm của dòng họ Nguyễn chúng ta. Thế thì trên đây là phần bầu ban quản tổng và cái chương trình để xây dựng cái quý họ của chúng ta. Dự kiến chúng tôi thực hiện là 2 năm. Thế thì mong với tất cả cô dì, chú bác, anh chị em chúng ta bớt một chút tiền ăn sáng, bớt một chút uống bia, đi nhậu nhẹt, cố gắng ủng hộ cho dòng tộc để làm sao đó chúng tôi xây dựng được tốt hơn. Còn cũng xin phép đến tất cả các ông dì, cô dì, chú bác là chúng tôi sẽ sử dụng cái nguồn quỹ này một cách hợp lý nhất và chính xác nhất, không bao giờ có cái tình trạng là lãng phí hoặc là có cái sự thâm hụt hoặc là đục phép cái ngân quỹ này của dòng họ. Các bác gì chúng ta có tin tưởng không ạ? Vâng, cảm ơn cô dì, chú bác ạ. Cảm ơn tới ông Nguyễn Văn Hùng rất là nhiều. Người con, người cháu của dòng họ nói riêng và nói chung, thì tất cả quý vị chúng ta biết rằng nhớ về tổ tiên anh linh cội nguồn chính là những tình cảm mà chúng ta đang hướng tới. Và chắc chắn rằng với kết quả bầu ra ban chấp hành cũng như là những người đại diện cho dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta, mục đích thật là lớn lao, đó là để xây dựng dòng họ của chúng ta một ngày tốt đẹp hơn mà thôi. Và thưa với tất cả quý vị thân mến, xin được cảm ơn thật sự ủng hộ của bà con, của các ông bà cô dì chú bác và tất cả các chi, các đình của chúng ta rất là nhiều. Và với những tình cảm và những lời kêu gọi cho quỹ của dòng họ Nguyễn Văn cũng đã được ông Hùng của chúng tôi kết nối. Và để cùng đồng hành với tất cả quý vị, ngay giờ phút này người con cháu của dòng họ Nguyễn Văn, không ai khác là ông Nguyễn Văn Dương, sẽ lên công bố hòm công đức tại nhà thờ và công bố quy chế thực hiện hòm công đức để tất cả quý vị chúng ta được rõ. Mà có thực thì mới vực được đạo. Chúng ta hãy cùng kết nối với những tình cảm này và hãy dành cho ông Việt của chúng ông Dương của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Thưa, xin chào các ông, các bà, cô dì, chú bác, các em, các cháu. Được sự tin tưởng của trường họ và sự phân công thì cháu xin phép công bố về hòm công đức của họ. Về hòm công đức này là của họ chứ không phải của ai cung kiến cả. Và về quy chế thực hiện thì hòm công đức hiện tại công đức mình sẽ được để trong nhà thờ đấy, công đức mình sẽ được để trong cái nhà thờ của họ. Và khi con cháu mình có các dịp lễ Tết cuối năm hay những ngày của họ ta về ta thắp hương thì ta để cung kính là ta bỏ lại vào trong họ hòm. Và Tết này thì sẽ do ban quản tổng được chìa khóa và hàng năm vào cuối năm ta sẽ mở ra và thống kê một tra số tiền. Nếu mà số tiền lớn thì ta có thể bỏ vào quỹ hay là ta đầu tư và ta xây dựng nhà thờ hay là khu mộ, thì đấy là do sự cân đối của ban quản tổng. Và nếu mà ít quá thì ta có thể để dùng để làm đưa vào quỹ để lên hương hoa và hoa quả để thắp hương những ngày tuần của họ. Còn xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chú Nam ạ. Rồi, cảm ơn chú Nam ạ. Thế thì cái đây là công đức. Cái đây là công đức. Xin phép các ông, các bà, các chị. Cháu Hùng nó nói nhưng mà có thể có rất nhiều người là vẫn là còn chưa hiểu rõ. Cái quỹ mà cháu nó phát động 200 triệu là riêng. Còn đây là tấm lòng mỗi khi các con cháu từ xa gần rằm mùng một Tết có lòng thành đặt lên bàn thờ 50, 100 tùy thắp nhang xin lộc bỏ vào đây. Cái này thì cuối năm vào ngày 30 thì ban quản tổng sẽ mở ra cộng lại, nhiều thì góp vào quỹ, ít thì để mua vàng hương. Cái này là riêng nhá, cái này là tấm lòng thành. Còn cái quỹ mà cháu nói lúc nãy mà cháu anh với các cháu Việt công bố là mỗi đinh 1 triệu thu trong 2 năm. Nhưng mà lúc nãy là trưởng họ là rất là yêu đời, nói là khoảng 100 mấy thì khó. Tôi vừa đến bữa kia là cái đời thứ 6 mà đã có thể thu được là mới có 60 người thôi.
Nha, đời thứ 5 thì có rất nhiều đồng chí đã từ biệt cõi đời rồi. Và đặc biệt ở đây là không đánh đắc ai, như cho nhà Bắc Hòa Lự trên kia là anh Minh, anh Hạnh, anh Phúc, con cháu đông cả đây. Hơn chục năm nay có tham gia đâu, nên không thể đến vào đây được. Nên là đúng, nó phải là sự thật như thế. Thì riêng hôm nay thì có một người em ở trong cái đồng thầy lễ thì đã khai két phát tâm 100, em Nam là được 1 triệu. Thì cháu Cường, em Cường là xin 1 triệu có vào đây. Còn riêng là hưởng ứng lời kêu gọi của cháu Hùng là chứng họ sẽ đồng hành để hoàn thiện cái mức 200 triệu trong thời gian sớm nhất. Báo cáo với cháu anh Văn với các anh là như thế, sẽ hoàn thiện trong cái mức 200 triệu sớm nhất. Cái tiền này họ ta phải tin tưởng tuyệt đối về ban quản tổng. Cũng như nói một chút, nhà em bên vợ vừa rồi là thành lập cái quỹ khuyến học của mẹ vợ 100 triệu để ở nhà trường, nhưng các cái tiền mà đến thưởng là tự, chứ không lấy trong 100 triệu. Thì 200 triệu nên mình cũng phải để như thế, phấn đấu được như thế. Mong rằng trên trời cao, tổ tiên ông bà thương, con cháu làm ăn phát tài phát lộc. Không những 200 triệu, biết đâu đến một ngày đẹp trời thành 2 tỷ. Phải không anh Văn? Cái này là số mở. Nên họ ta để lấy tấm lòng chung, cương quyết thực hiện. Cháu Hùng nha, phải mỗi đinh 1 triệu, đóng trước đóng sau, chứ không thể ấy được. Còn cái phần thiếu còn lại là chú cháu mình và các cháu rất là nhiều mạnh thường quân, được chưa? Sau đây là hội chiều nay có cái thêm cái lễ nữa là cháu Hùng xem xong là vừa ăn vừa huy động rồi xong để còn làm lễ nhá. Xin là cảm ơn ạ. Đây, cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Cường. Chúng tôi rất mong muốn nhận được những dạ. Tốt nhất là không nên đếm nữa chú ạ. Vâng ạ, ông Cường đang bỏ một củ ạ. Chú cứ bóc. Rất cảm ơn tấm lòng thơm thảo của ông dì, cô dì, chú bác. Thế thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những tình cảm. Thế thì báo cáo với tất cả ông dì, chú bác thì chúng ta sẽ mở cái này vào ngày 15 hàng năm với sự chứng kiến của tất cả anh em như em trong họ. Dạ, mời cảm ơn mỡ. Dạ, chúng ta mới mở cái này. Và mỗi năm thì 15 tháng riêng thì đó là ngày rủ họ của chúng ta. Vừa nãy thì vừa rồi chúng tôi nhận được rất nhiều tấm lòng thơm thảo từ các ông bà, cô dì, chú bác. Tôi thì các tiền để trong xe, tôi xin phép là con bao nhiêu tôi bỏ hết. Không đếm ạ, không cần đếm ạ. Quan trọng là tấm lòng thơm thảo của tất cả quý vị mà thôi ạ. Dạ, có bao nhiêu bỏ hết. Và điều đặc biệt là cái kết này là lấy ra từ tiền quỹ của dòng họ đấy ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Cảm ơn ạ. Anh Hùng, anh nhét cho nó sâu xuống dưới, em thấy đang trên gấp ra được ạ. Sẽ có nhiều người nữa thì nhét. Rất nhiều tấm lòng thơm thảo từ con cháu và tất cả quý vị đã cùng trở về với hòm công đức của chúng tôi. Và đã như thông báo tới tất cả quý vị, sẽ vào ngày 15 tháng riêng, tức là ngày giỗ của dòng họ Nguyễn Văn chúng ta, con cháu chúng ta sẽ cùng với tất cả mọi người trở về để chính thức mở ra chiếc két này để đón nhận thật là nhiều tấm lòng thơm thảo và tổng kết cho tất cả mọi người chúng ta được rõ. Vâng, kính thưa với tất cả quý vị, cho đến ngày hôm nay sau hơn 6 tháng khởi công và xây dựng, quý vị chúng ta đã thấy được khu lăng mộ được làm bằng đá xanh rất là đẹp, tổng giá trị hơn 400 triệu đồng và với gần hơn 20 mạnh thường quân hỗ trợ và góp sức, khu lăng mộ đã mang lại sự đoàn kết và trên dưới một lòng của dòng họ Nguyễn Văn. Thưa với tất cả quý vị thân mến, dòng họ Nguyễn Văn đã được các cụ di cư về sống tại xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa từ khoảng năm 1980. Vì vậy cùng với khoảng từ năm 1980 thì khu lăng mộ dòng họ Nguyễn Văn chúng ta đã bắt đầu được hình thành, địa chỉ cụ thể tại thôn Chủ Ninh, xã Định Công, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Và ngày hôm nay đã được tương bừng trở về với sự đoàn kết yêu thương của tất cả con cháu dòng họ Nguyễn Văn. Hãy dành cho những gì mà chúng ta đã trải qua, chúng ta cố gắng trong thời gian tiếp theo bằng những tràng vỗ tay thật tuyệt vời đi ạ. Liên tục là những món quà được trao gửi là những tình cảm đông đầy cho hòm công đức của chúng ta. Để dùng với dòng họ một chút cơm, một chút rượu ạ. Khánh thành cho khu lăng mộ của dòng họ Nguyễn Văn thành công tốt đẹp, cùng cho lễ cắt băng khai thành của khu lăng mộ dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta tốt đẹp và mãi mãi vinh. Lần sau chắc chả còn sống đêm bỏ nữa đâu. Cái đó xin lỗi. Để cái đeo bọn. Anh bỏ tiếp đi để em nói chuyện à. À thôi, cho đây là quý à, thế là quý này. À, thưa anh Văn với các anh với bà con cô bác với anh chị trong dòng họ, là ngoài cái phát tâm vừa rồi là 100 triệu để góp vào cái phần mộ này
thì vợ chồng em Cường, cháu Cường là phát tâm toàn bộ cái chương trình lễ. Và xin phép ông bà cũng qua cháu Nam, năm nay toàn bộ cái bàn thờ toàn bộ bằng gỗ sẽ đóng mới. Cái này là vợ chồng em Cường xin phát tâm, có kế hoạch cả đâu. Còn gì tuyệt vời hơn, đúng không quý vị thân mến? Tấm lòng thơm thảo của con cháu như là sự yêu thương mà tất cả quý vị chúng ta đang được đón nhận ngày hôm nay. Tươi dạo chơi non nước đôi đời tươi nước non còn nhớ ơn người à. Sinh vì thành tử lại vì thần à. Sinh vì thành hương phù bảo trợ cõi trần xiết bao phép hay biến hiện cơ màu à. Tâm bát nước quả cao khấn vì ơn người đức đại từ bi à. Trần thế chữ tâm à.
trần thế chữ tâm thay quyền thiên địa cầm cân thăng bằng chúa cứu cho thoát khỏi gian truân. Đôi tay tiên tỉa lá vìn cành, ý a ơi.